Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, Eureka Uni sẽ mang tới cho các bạn chuỗi bài học về lý thuyết xác suất và thống kê toán. Với bài mở đầu là chương 1, biến cố và xác suất. Nội dung của chương này bao gồm hai phần. Thứ nhất là điểm lại một chút về lý thuyết, căn bản những khái niệm quan trọng. Và phần thứ hai là vận dụng những thứ đó vào quá trình phân tích và giải một số dạng bài tập cơ bản. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. 1. Biến cố và xác suất. Những khái niệm hết sức quan trọng trong phần này bao gồm phép thử, thực hiện một nhóm các điều kiện cơ bản để quan sát một hiện tượng nào đó có thể xảy ra hay là không. Như vậy, phép thử nó sẽ là một hoặc là một nhiều hành động liên tiếp nhau, một nhiều cái thao tác nào đó trong cái bài toán. Chẳng hạn như ví dụ tung một con xúc xắc thì phép thử ở ví dụ này chỉ có một thôi, đó là gieo một xúc xắc. Thì cái công việc này sẽ dẫn tới một số kết quả nào đó. Thì các kết quả này được gọi là biến cố. Biến cố là kết quả của phép thử. Và trong ví dụ tung con xúc xắc này, chúng ta sẽ có tất cả là 6 kết quả khác nhau, tương ứng với cả 6 mặt của con xúc xắc. Ví dụ như chúng ta có biến cố là gieo được mặt 6 chấm. Người ta phân biến cố ra thành 3 loại. Biến cố ngẫu nhiên, biến cố chắc chắn, biến cố không thể có. Thì dựa vào tên gọi của chúng ta có thể phần nào mường tượng ra được các tính chất, các đặc điểm của từng loại một. Ví dụ như biến cố ngẫu nhiên thì nó có thể xuất hiện hoặc là không xuất hiện khi chúng ta thực hiện phép thử. Chẳng hạn như biến cố gieo mặt 6 chấm này thì nó có thể xuất hiện hoặc không, đúng không? Cho nên đây là biến cố ngẫu nhiên. Và chúng ta thường ký hiệu các biến cố ngẫu nhiên là A, B, C, vân vân. Khi dùng quá nhiều, khi chúng ta bị bí ký hiệu thì mình có thể ký hiệu ở kiểu chỉ số ở dưới chân A1, A2. Biến cố không thể có. Biến cố không thể có là biến cố mà nó không thể nào xuất hiện khi chúng ta thực hiện phép thử. Chẳng hạn như chúng ta xét biến cố là gieo được mặt 7 chấm. Bởi vì là xúc xắc không có mặt số 7 cho nên là chúng ta sẽ không gặp được biến cố này. Biến cố không thể có thường ký hiệu là ký hiệu rỗng này. Để minh họa cho cái loại biến cố còn lại, mình liên hệ với trò chơi cá ngựa. Đại khái là trong trò chơi này, người chơi sẽ sử dụng xúc xắc để di chuyển các con mã. Khi lắc được mặt bao nhiêu chấm thì mã sẽ di chuyển bấy nhiêu bước. Được 1 chấm thì mã sẽ nhảy 1 bước, 2 chấm sẽ nhảy 2 bước, vân vân. Ở trong tình huống này, chúng ta xét hai con mã vàng. Cho dù là chúng ta thu được mặt bao nhiêu chấm đi chăng nữa thì sẽ có một trong hai con mã vàng này có thể di chuyển được, đúng không nào? Thì do đó là chúng ta thu được một cái biến cố gọi là biến cố chắc chắn, đó là biến cố mã vàng di chuyển. Các biến cố chắc chắn thì người ta dùng ký hiệu omega. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là các cái đặc điểm mà chúng ta quan tâm tới biến cố đó là sự xuất hiện hay là không xuất hiện khi chúng ta thực hiện phép thử. Và người ta gắn cái đặc điểm này với cả một cái đại lượng gọi là xác suất của biến cố. Xác suất của biến cố A, ký hiệu là PA, là một con số đặc trưng cho khả năng khách quan xuất hiện của biến cố đó. Phía dưới là một số đặc điểm của xác suất biến cố, nằm trong đoạn từ 0 đến 1 với biến cố chắc chắn, bởi vì nó luôn luôn xảy ra cho nên xác suất của nó bằng 1. Còn biến cố không thể có, chúng ta không thể bắt gặp cho nên xác suất bằng 0. Còn biến cố ngẫu nhiên thì nằm trong khoảng 0-1. Xác suất càng cao, khả năng chúng ta bắt gặp nó khi thực hiện phép thử càng lớn. Và trong các bài toán thì đại lượng này cũng là đại lượng mà chúng ta cần phải tính. Vậy tính nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ tính xác suất theo các định nghĩa về nó. Tùy từng trường hợp trong thực tế mà chúng ta sẽ sử dụng các định nghĩa khác nhau. Ví dụ như định nghĩa cổ điển, định nghĩa thống kê, định nghĩa hình học, vân vân. Nhưng mà trong quá trình làm bài tập, thông thường chúng ta sẽ sử dụng định nghĩa cổ điển. Đây cũng là định nghĩa chúng ta đã làm quen từ hồi cấp 3. Và để cho dễ theo dõi thì trong phần này mình sẽ trình bày định nghĩa cổ điển nhiều hơn. Định nghĩa cổ điển, PA xác định bằng tỷ số M chia N. Trong đó, N là tổng số kết cục duy nhất đồng khả năng. Ở đây có một số cái khái niệm mà mình nghĩ có lẽ nên giải thích một chút. Kết cục là gì? Thì thực ra nó là cái kết quả mà có thể xuất hiện trong khi mà chúng ta thực hiện phép thử thôi. Kết cục này đặc điểm là duy nhất, tức là nó không bị trùng lặp. Còn về tính đồng khả năng thì các kết cục này phải đảm bảo là
xác suất xảy ra của nó như nhau. Còn M, đại lượng ở trên tử thì là tổng số kết cục thuận lợi cho A. Thì các cái kết quả mà có biến cố A xuất hiện đảm bảo cho biến cố A nó thỏa mãn thì nó gọi là thuận lợi cho A thôi. Và để cho đỡ lằng ngoằng mình sẽ lấy một ví dụ minh họa. Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất. Chúng ta đã thấy phép thử rồi, đúng không? Yêu cầu tính xác suất để thu được mặt số có số chấm là mặt chẵn. Thế thì giải bài này đầu tiên chúng ta sẽ gọi biến cố cần tính xác suất ra. Biến cố A là biến cố thu được mặt chẵn chấm. Bây giờ chúng ta sẽ xác định đại lượng M và N để chúng ta tìm ra được xác suất PA. Thì N là tổng số kết cục duy nhất đồng khả năng. Thì chúng ta thấy là xúc xắc nó có 6 mặt khác nhau và khi nó gieo thì sẽ có 6 khả năng có thể xảy ra, đúng không? Và rõ ràng là mặt 1 chấm là duy nhất, mặt 2 chấm cũng là duy nhất, vân vân, mặt 6 chấm cũng là duy nhất, thỏa mãn tính duy nhất này. Thứ hai là đồng khả năng thì rõ ràng là cả 6 cái mặt này có xác suất xuất hiện bằng nhau và bằng 1/6. Do đó chúng ta xác định được N là bằng 6 này, có tất cả 6 kết cục khác nhau và đồng khả năng với nhau. Thế còn đại lượng M ở trên tử thì là cái số kết cục thuận lợi cho A, tức là số kết cục mà có mặt chẵn thì chúng ta chỉ có 3 thôi. Đó là 2, 4, 6. N bằng 6 và M bằng 3 thì chúng ta thu được cái xác suất PA lúc này là bằng 3/6 và 1 và bằng 0,5. Thì đây là một ví dụ đơn giản. Chúng ta có thể đếm được M và N một cách khá là dễ dàng. Tuy nhiên là có những bài toán mà nó M và N nó lớn hơn, chúng ta không thể nào mà liệt kê ra để đếm như vậy được. Thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng các công thức giải tích tổ hợp để mình xử lý. Đó là dùng chỉnh hợp, dùng tổ hợp và đôi khi chúng ta phải dùng đến chỉnh hợp lặp nữa. Thì bài toán cụ thể, ví dụ cụ thể về chỉnh hợp lặp mình sẽ để riêng. Kết thúc phần 1 biến cố và xác suất. Chúng ta cùng sang phần thứ hai là phần về định lý cộng và định lý nhân. Bắt đầu bằng định lý nhân trước. Ở đây chúng ta có vùng mà mình bôi màu xám. Vùng này là vùng omega, tức là vùng của biến cố chắc chắn, vùng không gian mẫu ấy. Trong này có hai vòng tròn. Vòng tròn màu vàng là vòng tròn thể hiện cái tập hợp các cái cục của biến cố A. Vòng tròn màu xanh là của biến cố B. Và phần màu xanh lá là phần giao nhau, tức là phần mà bao gồm các kết cục thỏa mãn cả hai biến cố A và B. Thì phần màu xanh đấy chúng ta ký hiệu là A nhân B. A nhân B là biến cố tích. Để ví dụ minh họa trường hợp này, mình sẽ đặt AB vào các tình huống cụ thể. Ví dụ vùng màu xám, vùng không gian mẫu là tập hợp tất cả các bạn ở trong lớp. Vùng màu vàng là tập hợp các bạn nữ. Còn vùng màu xanh là tập hợp các bạn bị hôi nách. Thì lúc này cái vùng giao nhau A nhân B thì cái biến cố A nhân B này sẽ là, đúng rồi, sẽ là các bạn nữ bị hôi nách. Như vậy chúng ta chốt lại một điều rằng là biến cố tích hay là tích của hai biến cố ấy, thì sẽ ra cái phần mà thỏa mãn cả hai biến cố kia. Nó sẽ chỉ xảy ra khi mà cả hai biến cố A và B nó xảy ra. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ tới việc tính xác suất của biến cố tích. P của A nhân B sẽ được tính như thế nào? Thì mình sẽ mong muốn là tính được PA nhân B theo hai xác suất kia. Thì PAB sẽ bằng PA nhân PB. Xác suất của tích sẽ bằng tích các xác suất. Nhưng mà điều này nó không phải luôn luôn đúng, mà nó chỉ đúng khi mà A và B độc lập với nhau thôi. A và B độc lập thì có nghĩa là việc A xảy ra hay không nó không ảnh hưởng gì việc B xảy ra cả. Thì thực tế chúng ta sẽ gặp những trường hợp mà PAB nó sẽ không bằng PA nhân PB nữa. Thì lúc đó A và B sẽ phụ thuộc nhau, tức là nó không độc lập với nhau nữa. Vậy thì ở trong tình huống A và B nó không độc lập, chúng ta làm thế nào để xác định được PAB theo PA và PB? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Xuất phát từ định nghĩa P của A nhân B sẽ bằng
cái vùng màu xanh lá chia cho toàn bộ vùng màu xám, chia cho toàn bộ cái hình chữ nhật đấy, omega. Thì cái vùng màu xanh lá số phần tử của nó là NAB, còn toàn bộ hình chữ nhật thì tổng số phần tử là N omega. Lúc này PAB theo định nghĩa cổ điển nó sẽ bằng cái tỷ số mà chúng ta thấy trên màn hình. Bây giờ để tính được PAB theo PA hoặc là PB ấy, thì chúng ta phải thêm bớt. Chúng ta sẽ thêm bớt cái gì? Thì nó dựa vào biểu thức của PA đi. Ví dụ mình muốn biểu diễn PAB theo PA trước thì PA lúc này nó sẽ bằng NA chia cho N của omega, rõ ràng theo định nghĩa cổ điển. Thì ở trong biểu thức của PAB chúng ta thấy rằng là có N của omega rồi, nó chỉ thiếu cái NA thôi. Thì thiếu đâu mình thêm vào đấy đúng không? Thêm NA và bớt cái NA đi. Lúc này sắp xếp lại một chút. Sắp xếp lại một chút chúng ta sẽ được cái NA chia N omega chính là PA. Còn NAB chia cho NA thì lúc này là gì? Chúng ta cùng phân tích một chút. NAB tổng số phần tử trong vùng A giao với cả B. Thế còn NA là tổng số phần tử của vùng A. Thì gắn vào cái ví dụ vừa nãy thì NA là số bạn nữ trong lớp đúng không? Thế còn NAB là số bạn nữ hồi nãy. Như vậy tỷ số này nó chính là tỷ lệ hồi nãy trong số các bạn nữ. Và đây là một cái xác suất có điều kiện. Điều kiện đây là chúng ta chỉ xét trong các bạn nữ thôi. Đó, do đó là người ta ký hiệu cái xác suất này nó khác đi một chút, là PB trong điều kiện A chứ không phải PB bình thường. PB bình thường là tỷ lệ hôi nách của cả lớp, còn đây là tỷ lệ hôi nách của nữ thôi. Thì chúng ta thêm cái điều kiện là gạch chéo A bên dưới. Bây giờ chúng ta thay ngược lại bên trên thì thu được cái PAB lúc này bằng PA nhân với cả PB trong điều kiện A. Hoàn toàn tương tự cho tình huống mà chúng ta muốn biểu diễn PAB theo BB thì nó sẽ là PB nhân với cả PA trong điều kiện B, lập luận hoàn toàn tương tự nhá. Như vậy chốt lại thì PAB nó sẽ có hai tình huống biến đổi, một là A độc lập BB và thứ hai là AB nó phụ thuộc. Thì ngoài ra phần định ý nhân này còn một cái điều hết sức chú ý nữa, đấy là cái xác suất của biến cố điều kiện. Vừa nãy là chúng ta tính trực tiếp của nó theo cái định nghĩa cổ đúng không? Nhưng mà bây giờ là chúng ta sẽ tính gián tiếp ngược lại. PB trong điều kiện A sẽ bằng P của AB chia cho PA. Đấy, thì đây là cái biểu thức chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều trong các bài toán về định lý cộng và định lý nhân, yêu cầu chúng ta tính xác suất có điều kiện. Kết thúc phần định lý nhân, chúng ta sang phần định lý cộng. Vẫn là cái hình chữ nhật và hai hình tròn vừa rồi, nhưng bây giờ là định lý cộng cơ. Biến cố tổng A cộng B. Rồi và bây giờ thì vừa nãy là A nhân B nó là phần màu xanh lá. Bây giờ A cộng B sẽ là phần nào? Thì chúng ta loại bỏ cái phần màu xám đi đã. A cộng B nó sẽ bao gồm 3 phần. Đó là phần màu vàng, phần chỉ có biến cố A thỏa mãn, phần màu xanh là phần chỉ có biến cố B thỏa mãn và phần xanh lá là cả A và B thỏa mãn. Thì đây là phần thì 3 phần này sẽ gộp lại thành cái biến cố A cộng B. Tức là A cộng B nó sẽ thỏa mãn khi có ít nhất một trong hai biến cố A, B thỏa mãn. Nghĩa là chỉ A thỏa mãn, hoặc chỉ B thỏa mãn, hoặc cả A và B thỏa mãn. Chúng ta cùng tới với cả một tình huống mà nó cục bộ hơn. Đó là hai cái vòng tròn này nó không cắt nhau. Này, nó bị tách rời ra. Thì nó không có điểm chung cho nên là cái A nhân B sẽ không bao giờ xảy ra, tức là cái tập là được cái biến cố không thể có đấy. Trong trường hợp này A và B gọi là hai biến cố xung khắc nhau, nó không có điểm chung. A mà xảy ra thì B sẽ không thể xảy ra được nữa. Và cái phần A cộng với B thì là phần nào? Thì phần A cộng B sẽ chỉ bao gồm là A hoặc B thôi, nó không có phần chung. Từ phân tích vừa rồi chúng ta sẽ đi tính xác suất của biến cố tổng. P của A cộng B lúc này sẽ bằng gì? Thì chúng ta dựa vào định nghĩa cổ điển để chúng ta tính ra cái P của A cộng B. Có nghĩa là sẽ bằng N của A cộng B chia cho cái N omega đúng không nào? Thì lúc này chúng ta thấy là NA cộng B nó chính là vòng tròn màu vàng cộng với cả vòng tròn màu xanh. Còn N của omega nó là hình chữ nhật.
Đây chính là biểu thức xác định xác suất của biến cố tổng. Lúc này chúng ta sẽ biến đổi để tính theo PA và PB thì sẽ được vòng tròn màu vàng chia cho hình chữ nhật, chúng ta sẽ được PA. Còn vòng tròn màu xanh chia cho hình chữ nhật, chúng ta sẽ được cái PB. Và lúc này P của A cộng B sẽ bằng PA cộng PB. Đấy. Điều này lưu ý chỉ đúng với cả biến cố xung khắc thôi nhé. A và B xung khắc nó mới đúng. Thế còn trong cái tình huống mà A và B nó không xung khắc, nó bất kỳ như thế này, thì P của A cộng B xác định như thế nào? Thì chúng ta vẫn dựa vào định nghĩa cổ điển để chúng ta xác định P của A cộng B. Nó sẽ bằng N của A cộng B. Thì lúc này N của A cộng B nó sẽ là bao gồm 3 phần, là phần màu vàng chỉ có A, phần màu xanh chỉ có B và phần xanh lá A và B. Nghĩa là nó sẽ bằng như sau. Đó. N của A cộng B chia cho N của Omega. Và chúng ta thấy rằng là cái phần tròn màu vàng gộp với cả cái phần AB chung nhau ấy, thì nó sẽ được nguyên cái vòng tròn A, đúng không? Thì tương tự như thế, chúng ta sẽ thêm bớt cái A nhân B để gộp với cả cái phần của B như kia. Và chúng ta sẽ được là vòng tròn A hoàn chỉnh cộng với cả vòng tròn B hoàn chỉnh trừ đi phần chung nhau. Như thế này cho nó dễ nhìn, đúng không? Và chúng ta sẽ chia cho mẫu tách ra thành ba cái phân thức. Thì chúng ta thấy rằng là màu vàng chia cho omega chính là PA, màu xanh chia cho omega là PB và phần xanh lá chia cho omega chính là P của A nhân B. Và thay lại chúng ta sẽ được biểu thức cuối cùng của xác suất biến cố tổng là P của A cộng với cả P của B trừ đi phần chung nhau. Thì đây là cho cái trường hợp bất kỳ. Đấy. Còn trường hợp nếu mà A và B xung khắc thì chúng ta sẽ được cái biểu thức ngắn gọn là P của A cộng với cả P của B thôi. Một khái niệm cũng rất quan trọng nữa, đấy là khái niệm về biến cố đối. Đối của biến cố A, ký hiệu là A ngang. Và nó sẽ được xác định như thế nào trong cái sơ đồ Venn dạng hình vuông hình tròn như thế này? Lúc này chúng ta sẽ tách ra. A và A ngang đối nhau. Thì A là phần màu vàng, A ngang sẽ là phần còn lại của hình chữ nhật. Nhìn vào đây chúng ta có thể nhận ra hai đặc điểm. Thứ nhất là A và A ngang không có phần chung nhau. Và thứ hai là gộp hai thằng này lại, cộng gộp nó lại chúng ta sẽ được cái hình chữ nhật hoàn chỉnh. Và cũng suy trực tiếp ra luôn, đó là PA cộng với cả PA ngang nó sẽ bằng P của omega và bằng 1. Kết thúc phần 2, chúng ta sang phần 3, các công thức hệ quả của định lý cộng và định lý nhân. Phần này thì đưa ra các công thức mà chúng ta suy trực tiếp từ định lý cộng và nhân ra. Sử dụng các công thức này, chúng ta có thể tính được xác suất một cách dễ dàng, thuận tiện và đơn giản hơn rất nhiều so với việc sử dụng trực tiếp định lý cộng và nhân. Đầu tiên là công thức Bernoulli. Chúng ta cùng tiếp cận công thức này dựa trên một ví dụ. Ở đây chúng ta sẽ xét phép thử là tung một cái xúc xắc cân đối đồng chất. Chúng ta xét biến cố A là biến cố thu được mặt một chấm. Dễ dàng chúng ta có được cái PA bằng 1 phần 6. Và lúc này thì khi chúng ta tung xúc xắc một lần thì chúng ta có thể tính được cái xác suất để biến cố A xuất hiện một lần là bao nhiêu, đúng không? Nó chính là cái 1 phần 6 luôn. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ mở rộng bài toán ra. Chúng ta sẽ không tung một lần nữa mà chúng ta tung hai lần. Thì lúc này cái xác suất để A xuất hiện một lần nó là bao nhiêu? Đấy, thì lúc này sẽ hơi khác một chút. Ở đây mình đánh thứ tự 1, 2 là số lần tung xúc xắc. Thì lúc này là cái biến cố A có thể xuất hiện ở lần thứ nhất, lần thứ hai thì không, hoặc là biến cố A xuất hiện lần thứ hai, lần thứ nhất thì không. Thì lúc này xác suất để PA xuất hiện một lần là bao nhiêu? Thì nó sẽ xác định như sau. 1 phần 6 là cái vị trí mà A nó xuất hiện. Mình để thứ tự như này để chúng ta dễ nhìn. 1 phần 6 lên trước tức là A xuất hiện lần 1, lần thứ 2 thì không. Còn 1 phần 6 ở sau thì lần thứ 2 xuất hiện, lần 1 không. Thu gọn cái biểu thức này chúng ta được là 2 nhân với cả 1 phần 6 nhân với cả 5 phần 6. Số 2 chúng ta sẽ viết lại một chút là thành C12. Ý ở đây là gì? C12 là tổ hợp chập một của hai phần tử, tức là số cách lấy ra một phần tử từ hai phần tử. Ở đây chúng ta tưởng tượng là có hai lần tung xúc xắc, thì lần thứ nhất và lần thứ hai đấy, chúng ta sẽ lấy ra ngẫu nhiên một lần để đẩy biến cố A vào. Thế còn cái lần còn lại chúng ta sẽ để biến cố A ngang. Mở rộng cho trường hợp mà chúng ta tung xúc xắc này ba lần.
Thì xác suất để A xuất hiện một lần là như nào? Chúng ta sẽ có 3 lần là 1, lần 2, lần 3. Đấy, thì sẽ lấy một trong 3 lần đấy ra, đúng không? Lấy một trong 3 lần để gắn cái biến cố A vào. Còn hai lần còn lại chúng ta sẽ gắn cái biến cố A ngang. Cụ thể ví dụ như đây, chúng ta lấy lần thứ nhất, chúng ta gắn cái biến cố A vào. Hai cái lần tiếp theo chúng ta sẽ để biến cố A ngang để cho nó không xuất hiện ấy. Và đây là một cách. Cách hai là chúng ta sẽ lấy gắn cái biến cố A vào lần thứ hai. Còn lần 1 và lần 3 là A ngang. Và cách thứ ba là chúng ta gắn cái biến cố A vào lần thứ ba, hai lần còn lại là A ngang. Như vậy chúng ta sẽ có tất cả ba ba cách, đúng không? Ba cách. Tức là ba trường hợp này, chúng ta thu gọn lại. Chúng ta thấy là mỗi cái hạng tử sẽ có là 5 phần 6, hai lần nhân với nhau thì nó sẽ viết thành 5 phần 6 bình phương. Còn ba cái này, chúng ta sẽ viết thành 3 nhân với cả 1 phần 6 nhân với cả 5 phần 6 tất cả bình. Cái này nó sẽ có là cái số 3 này viết thành C13. Còn ý là để chúng ta truy ra công thức tổng quát cho trường hợp gieo xuất gấp n lần thì nó chỉ khác nhau ở hai vị trí số 3 thôi. Lúc này sẽ thành là C1n với cả n-1 cho cái tình huống chúng ta gieo xuất gấp n lần. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng. Đây là xác suất để A xuất hiện một lần. Thế còn bây giờ xác suất để A xuất hiện hai lần thì sao? Thì nó sẽ thành là C2n và cái 5 phần 6 sẽ là mũ n-2. C2n là tại vì chúng ta sẽ lấy ra hai vị trí bất kỳ trong n vị trí để gắn biến cố A vào. Những cái n-2 vị trí còn lại sẽ gắn biến cố A ngang. Và đây là công thức tổng quát cho trường hợp biến cố A xuất hiện k lần khi thực hiện n phép thử. Và công thức này cũng chính là công thức Bentley. Công thức tiếp theo là công thức xác suất đầy đủ. Hay là một số cái tài liệu khác họ gọi là công thức xác suất toàn phần thì nó cũng như nhau thôi. Thông thường thì các bài toán chỉ lấy khoảng độ, thông thường các bài toán chúng ta gặp chỉ tới hai, cùng lắm là ba biến cố của nhóm đầy đủ thôi. Ở đây mình sẽ xét trường hợp đơn giản cho dễ tiếp cận, đó là nhóm đầy đủ gồm hai biến cố H1 và H2 thì gộp thành không gian mẫu. Như hình vẽ sơ đồ Venn thì H1 là phần màu xanh và H2 là phần màu cam, với cái tình huống cụ thể đặt vào là Omega là toàn bộ học sinh trong lớp, H1 là nam sinh, còn H2 là nữ sinh. Xuất phát từ nhóm đầy đủ này, chúng ta sẽ có thể tính được xác suất của một biến cố bất kỳ nào đó nằm trong cái omega. Ví dụ như biến cố A là biến cố chọn được một bạn học sinh bị hôi nách. Thì lúc này chúng ta sẽ tính được cái PA dựa theo H1 và H2. Đấy, cụ thể như thế nào? Thì từ định nghĩa cổ điển, PA sẽ bằng NA chia cho N omega, tức là hình tròn sáng chia cho toàn bộ hình chữ nhật gồm hai nửa xanh đỏ đấy. Cái vòng tròn A lúc này mình tách thành hai phần. Một phần là nó giao với cả H1, một phần còn lại là giao với cả H2. Thì chúng ta sẽ được là AH1 là phần màu xanh sáng và AH2 là phần màu cam sáng. NA sẽ bao gồm là AH1 cộng với cả AH2. Còn N omega sẽ bằng là H1 cộng với cả H2. Chúng ta tách nó ra. Chúng ta tách trên tử số ra thành hai phần AH1 với cả AH2. Và lúc này chia cho cái mẫu thì sẽ được hai cái xác suất là P của AH1 và P của AH2. Đúng không? Lúc này thay thế nó lên cái biểu thức PA, chúng ta sẽ được PA bằng PAH1 cộng với cả PAH2. Và đến đây thì sử dụng cái biến đổi của biến cố tích, lúc này cho bạn nào quên thì là PAB sẽ bằng PB nhân PA tính trong điều kiện B. Thì áp dụng nó vào cái P của AH1, chúng ta sẽ được PH1 nhân với PA tính trong điều kiện H1. Tương tự như thế, áp dụng vào P của AH2, chúng ta sẽ được là PH2 nhân PA trong điều kiện H2. Và đây chính là công thức xác suất đầy đủ. Và nhìn vào công thức xác suất đầy đủ, ta rút ra là một số điều như sau. Thứ nhất là bài toán về công thức xác suất đầy đủ sẽ có một nhóm đầy đủ các biến cố. Vấn đề là chúng ta phải phát hiện được nó ra. Thứ hai, người ta sẽ cho đầy đủ các xác suất hoặc là cho đầy đủ dữ kiện để chúng ta tính được ra bốn thành phần ở bên phải, tức là tính ra được PH1, PH2 và hai xác suất điều kiện. Cuối cùng là công thức Bayes. Vẫn dựa trên nền tảng các nhóm đầy đủ và các biến cố mục tiêu thì lúc này công thức Bayes sẽ đòi hỏi chúng ta dựa trên giả thiết là biến cố A đã thỏa mãn rồi. Và lúc đó tính ngược lại xác suất của hai cái biến cố nhóm đầy đủ kia, tức là PH1 khi A xảy ra rồi và PH2 khi A xảy ra rồi. Ta sẽ sử dụng cái biến đổi của xác suất điều kiện. Cho bạn nào quên thì nó sẽ bằng P của AH1 chia cho PA, biến đổi ngược lại thôi. Tiếp tục sử dụng cái biến đổi PAB, xác suất của biến cố tích ấy, để áp dụng lên trên tử. Lúc này tử số sẽ trở thành
Cuối cùng là chúng ta thay cái PA bằng công thức xác suất đầy đủ. Đây, PA đây, công thức xác suất đầy đủ đây. Chúng ta thay cái mẫu số bằng cái vế bên phải của công thức đầy đủ thì chúng ta sẽ được cái công thức cuối cùng gọi là công thức base. Và thông thường các đề bài về công thức đầy đủ và với cả công thức base là giống nhau, nó chỉ khác về câu hỏi thôi. Công thức đầy đủ thì hỏi về biến cố mục tiêu, còn công thức base thì hỏi biến cố điều kiện, biến cố của nhóm đầy đủ trong điều kiện biến cố mục tiêu đã thỏa mãn rồi. Rồi và phần trình bày về lý thuyết chương 1 ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở trong video về phần luyện tập bài tập sử dụng cái phần lý thuyết ngày hôm nay để phân tích và xử lý một số dạng bài tập cơ bản. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like, đăng ký và chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.